địa tạng bồ tát Bổn nguyện giảng giải chủ giảng lão pháp sư tịnh không giảng tại tịnh tông học hội singapore thời gian tháng 5, năm năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tập mười một Xin mời xem tiếp Kinh Văn Duy Nguyện Thế Tôn Quảng Thuyết Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Nhân Địa Tát Hà hạ Hạnh Lập Hà hạ Nguyện Nhi Năng Thành Tựu Bất Tư Nghị Sự Đây là Bồ Tát Văn Thù Nhìn thấy đại chúng Đông đảo Thật hiếm có Trong Pháp hội lần này Và đương nhiên Ngài biết rất rõ ràng Rất minh bạch Nhưng Phàm phu Cõi trời người nhị thừa cho đến Bồ Tát quyền giáo nhìn thấy sự đông đảo này đều không thể tránh khỏi sự nghi hoặc thậm chí còn có ý niệm phỉ bán tổ sư đại đức căn cứ theo kinh luận nói cho chúng ta biết nghi hoặc phỉ bán pháp nhất định đọa địa ngục a tỳ những lời nghi hoặc phỉ bán như vậy bình thường chúng ta đều không dám nói vì sao vậy nói ra rồi thì người ta sẽ càng nghi hoặc càng phỉ bán sau khi họ nghe xong sẽ nói anh lấy chuyện này để hù dọa người ta chứ làm gì có tội nặng như vậy làm gì có địa ngục họ tuyệt đối không thể tiếp nhận không thể tin cho nên những lời này người tin như chúng ta phải có sự cảnh giác cao độ đối với đại chúng trừ khi là họ đọc đến đoạn kinh văn này thì ta không thể không nói không đọc đến đoạn kinh văn này thì chúng ta dứt khoát không nói phải biết tại vì sao không nói nói không những không có lợi ích mà còn làm cho người ta tạo thêm tội nghiệp thì việc gì phải nói chứ họ đã bị đọa rất thê thảm rồi không nên khiến cho họ đọa nặng hơn đây chính là đại từ đại bi cho nên ở đời trượt ác phật bồ tát không dùng thân tướng của phật xuất hiện ở thế gian là để giảm bớt sự nghi hoặc phỉ báng của chúng sanh bồ tát văn thù vô cùng từ bi giúp thế tôn giáo hóa chúng sanh giống như hai ngài đang biểu diễn trên sân khấu vậy một người hỏi một người đáp tại sao bồ tát địa tạng lại có phước đức nhân duyên lớn như vậy triệu tập được Tất cả chư Phật Bồ Tát Và chúng sanh có duyên Ở trong lục đạo tận hư không khắp Pháp giới Đến tham dự đại hội lần này Đây là việc không thể nghĩ bàn Mời xem kinh văn dưới đây Phật cáo văn thù sư lợi Thí như tam thiên đại thiên thế giới Sở hữu thảo mộc tòng lâm Đạo ma trúc vi Sơn thạch vi trần Nhất vật nhất số Tác nhất hằng hà Nhất hằng hà xa Nhất xa nhất giới Nhất giới chi đội Nhất trần nhất kiếp Nhất kiếp chi đội Sở thích trần số tận sung vi kiếp Đoạn kinh văn này Là Thế Tôn nói ra cho bồ tát văn thù sư lợi biết sự thích nhân duyên độ hóa chúng sanh của bồ tát địa tạng trước đây nói với văn thù sư lợi chính là nói với chúng ta văn thù sư lợi ở đây là đại biểu cho mọi người chúng ta đoạn này trước tiên từ trong thí dụ số lượng thí dụ không thể nghĩ bàn thí dụ này chúng ta không cần giải thích từng câu pháp sư thánh nhất có nói rõ ở trong giảng ký rồi chúng ta ở đây lượt bỏ bớt con số này không có cách gì tính đếm được người thế gian không thể tính nổi hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển Máy tính cao cấp nhất Cũng không thể tính nổi rồi Địa tạng Bồ Tát Chứng thập địa quả vị dĩ lai Thiên bội đa ư thượng dụ Giống như con số thí dụ phía trước Chỗ này là nói Bồ Tát địa tạng chứng quả vị thập địa Từ lúc chứng sơ địa đến thập địa Hay nói cách khác Trước thập địa đều không tính nếu tính thêm số đó nữa thì sẽ nhiều hơn đếm không nổi. Hà huống địa tạng bồ tát tại thanh văn Bích chi Phật địa. Đây là nói thời gian trước kia không tính. Chỉ tính từ lúc chứng được Bồ Tát địa thượng cho đến nay. Dùng con số hằng hà sa kiếp cũng không thể tính được thời gian này. thí dụ này nó thật ra cũng chỉ có phật mới có thể nói ra được nếu chúng ta dùng ngôn ngữ văn tự để hình dung con số này thì chúng ta cũng không thể hình dung nổi văn thù sư lợi thử bồ tát uy thần thể nguyện bất khả tư nghị đây là tán thán bồ tát địa tạng uy đức thần thông của ngài hoàng thể của ngài đều không thể nghĩ bạn. Nhưng các vị nhất định phải nhớ kỹ bổ nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chính là bổ nguyện trong tự tánh chúng ta. Hay nói cách khác, không có bổ nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì chúng ta nhất định không thể chứng được phật quả viên mãn. Bạn muốn hỏi gì sao? Gì trong tánh đức? Có khiếm khuyết thì bạn làm sao có thể viên mãn được chứ? Pháp môn địa tạng là bài học đầu tiên trong Phật pháp đại thừa. Nếu dựa theo thứ tự này để nói thì đây là khóa học nhập môn. Khóa học căn bản. Khóa học cần thiết nhất. địa ngục bất không thể bất thành phật tại vì sao phát nguyện này địa ngục là do tự tánh chúng ta biến hiện ra không phải đến từ bên ngoài mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là do tâm địa biến hiện ra trong tâm của bạn còn hiện ra hiện tượng địa ngục còn hiện ra hiện tượng lục đạo luân hồi thì bạn làm sao có thể chứng được bồ đề viên mãn chứ đây là đạo lý nhất định rồi phật pháp là nói lý với bạn lý chân thật sự chân thật vậy không phát nguyện này có được không chúng sanh khổ nạn trong địa ngục còn phải độ thoát vô điều kiện huống hồ những người khổ nạn trước mắt chúng ta có thể không giúp đỡ không giang tay cứu giúp sao có khi chúng ta nhìn thấy người và sự không như ý thì nổi giận phải biết được đây không phải là lỗi lầm của cảnh giới bên ngoài Mà là lỗi lầm chính chúng ta Tại vì sao họ Tà hậu diệt ác Tạo tác mọi việc Không đúng như Pháp vậy Do bản thân ta tu chưa tốt Ta chưa có làm tấm gương tốt cho người ta Là tội nghiệp của mình Phải tu từ chỗ này Bạn còn muốn nổi giận Đập bàn với người ta là bạn trên tội lại chồng thêm tội bạn không biết chúng sanh từ đâu mà có chúng sanh tạo tội nghiệp là do đâu phật bồ tát biết phật bồ tát một lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh chúng ta học phật bắt đầu học từ đâu vậy phải giác ngộ từ chỗ này thật sự giác ngộ người ác đối với chúng ta Chúng ta nên dùng thiện ý giúp đỡ họ Giúp đỡ mà họ không tiếp nhận cũng không sao Trong kinh địa tạng nó rất rõ ràng Tăng cơ của chúng sanh có bốn loại Không thể tiếp nhận Là càng chứng tỏ tội nghiệp của chính mình sâu nặng Chúng ta phải tu sám hối từ chỗ này cho nên tự độ sau đó mới có thể độ người. Đây là đạo lý nhất định. Phật Bồ Tát tiếp dẫn chúng sanh cũng không có pháp cố định, có khi cũng nổi giận, cũng trợn mắt, nhưng bạn phải biết cơn nổi giận đó của các ngài là giúp chúng sanh giác ngộ. Giúp chúng sanh sửa lỗi Quay đầu hướng thiện Còn chúng ta nổi giận thì chúng sanh sanh tâm oán hận Sanh tâm báo thù Thế thì bạn sai rồi Chúng ta ngu si Bồ Tát thì có trí huệ Chúng ta phải biết Đối nhân sự thế như thế nào Cho nên đặc biệt Đề ra làm thầy Là mô phạm phật bồ tát là thầy của trời người khi chúng ta xuất gia người ta vừa gặp mặt liền chào pháp sư đều gọi bạn là thầy sư chính là mẫu mực mực thước chúng ta khởi tâm động niệm cử chỉ hành vi có thể làm mẫu mực cho người khác không hôm qua cư sĩ lý mộc nguyên nói với tôi tôi mới biết cả đời tôi đối với chuyện bất kỳ người nào từ trước đến nay không bao giờ nghe không bao giờ hỏi ông nói với tôi sau khi các đồng tu kỳ trước rời đi họ phải dọn dẹp phòng ốc nhìn thấy có những thứ không cần đều chứt bừa bãi trong phòng còn nhìn thấy quả táo mới cắn xong một miếng rồi chứt bỏ họ thấy vậy thì rất buồn hành vi như vậy có thể làm tấm gương tốt cho người thế gian hay không chúng tôi nghe xong cũng rất buồn chúng tôi không trách các bạn đồng tu chỉ biết trách mình do bản thân chúng tôi làm không tốt nhưng chúng tôi đang nỗ lực cải thiện Những đạo lý này đều phải biết Tài vật của thường trụ Chúng ta phải biết Quý trọng Trân trọng từng ly từng tí trong đời tôi không xin bất cứ ai một xu nào vì sao vậy người ta kiếm tiền không dễ dàng phải biết cảm thông với người khác bản thân chúng tôi dùng tiền luôn luôn tiết kiệm chúng ta tiết kiệm một đồng chính là đã bố thí một đồng đối với thường trụ đối với phật pháp chúng ta tu phước bạn không tu phước thì phước của bạn từ đâu mà có bạn hôm nay chưa đoạn vô minh tánh đức của bạn chưa thể hiển lộ phước báo của bạn đều là do tu mà có nhất định không dám lãng phí đại đức xưa đều làm được rồi bằng xem quy củ của Tổng Lâm. Một cây kim, một sợi chỉ, một cọng cỏ, một cành cây, tuy rất nhỏ bé nhưng không có cái nào không quý trọng. Đây là tiết kiệm phước. Tiết kiệm phước chính là tu phước. Tất cả lỗi lầm của người hiện nay nguyên nhân căn bản chính là từ nhỏ không có người dạy đến khi trưởng thành thì tập khí này đã hình thành rồi tập khí hình thành rồi thì rất khó sửa đổi cho nên chúng ta cần phải từng giây từng phút đề cao cảnh giác tại vì sao đọc kinh mỗi ngày đọc kinh chính là kiểm điểm lại mình soi lại mình dựa theo lời giáo huấn của kinh điển để sửa chữa lỗi lầm vậy thì chúng ta mới được ưu xử thế nên nhẫn nhường phải nghĩ thay cho người khác phải nghĩ thay cho sự an toàn của toàn bộ xã hội không nên nghĩ gì cá nhân nghĩ cho cá nhân thì không có cái nào không phải tội lỗi đều là tạo nghiệp mình hằng ngày đang tạo tội nghiệp mà không biết còn cho rằng mình đã tu công đức đây là nói xen qua chuyện khác một chút nhưng cũng rất quan trọng chúng ta xem tiếp kinh văn thử địa tạng bồ tát Uy thần thể nguyện bất khả tư nghị Chúng ta phải biết hàm nghĩa sâu xa Trong câu nói này là gì Chúng ta học tập từ chỗ nào Xin xem tiếp kinh văn dưới đây Nhược vị lai thế Hữu thiện nam tử thiện nữ nhân Văn thị bồ tát danh tự Hoặc tán thán Hoặc chim lễ Hoặc xưng danh Hoặc cúng dường Nại chí thái họa khắc lũ tố tất hình tượng Thị nhân đương đắc Bách phản sanh ư tam thập tam thiên Vĩnh bất đọa ác đạo Phật nói lời này là thật Không phải là giả Phật không có nói lời giả dối Có rất nhiều người đọc đến kinh này Cho rằng tạo một chút tội nghiệp Cũng không sao Chúng ta chỉ cần cúng dường Bồ Tát Địa Tạng Thì tương lai còn được sanh về Cõi trời thứ 33 Một trăm lần vĩnh viễn không bị đọa đường ác Đây là hiểu sai ý kinh rồi Sau đó lại bị đọa vào đường ác Liền phỉ bán Cho rằng lời Thích Ca Mâu Ni Phật Nói trên kinh không đáng tin là giả Lừa dối chúng tôi Phỉ bán Phật Pháp Tăng Lại bị đọa địa ngục A Tỳ họ không biết được ý nghĩa phật nói ở chỗ này văn thị bồ tát danh tự ở trong chữ văn này là có tư tu tam huệ của bồ tát bạn nghe thấy danh hiệu bồ tát địa tạng ý nghĩa danh hiệu bồ tát địa tạng là gì bạn phải chân thật hiểu được mới gọi là văn danh. Hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của danh hiệu là gì thì chưa có văn. Thật sự hiểu rồi. Nghe thấy danh hiệu này liền tương ưng với kho báo tâm địa của mình. Như vậy gọi là văn danh. Ý nghĩa của xưng tán là gì? Xưng tán chính là giảng giải Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Đây là xưng tán Thích Ca Mâu Ni Phật xưng tán Tại cung trời đao lợi Khuyến khích chính mình Khuyến khích đại chúng Học tập theo Bồ Tát Địa Tạng như vậy là xưng tán Chim lễ Xưng danh cúng dường Ở phía sau đó là chân thật tu hành Chim lễ là chiêm ngưỡng lễ kính biểu hiện ở chỗ nào vậy biểu hiện ở đối với cha mẹ đối với sư trưởng tinh thần của bồ tát địa tạng là hiếu thân tôn sư sau đó đem tâm hành hiếu thân tôn sư này mở rộng ra hiếu kính đối với tất cả chúng sanh đây là bổ nguyện của địa tạng như vậy mới làm việc chim lễ được viên mãn có tâm khinh mạng đối với một chúng sanh nào là không phải tu hành của địa tạng bồ tát rồi nhìn thấy chim lễ cứ nghĩ là thờ cúng một bức tượng bồ tát địa tạng mỗi ngày cúi lại mấy cái cho là xong rồi đâu có đơn giản như vậy chứ đó là hoàn toàn hiểu sai đi ý nghĩa chân thật của như lai phật nói không sai do bạn hiểu sai đây là lý do phật ở trong tất cả kinh nhiều lần khuyến khích chúng ta phải hiểu sâu nghĩa thú Bạn hiểu càng sâu Càng sáng tỏ, càng thấu triệt Thì bạn làm mới viên mãn Chỉ hiểu ở bề ngoài của văn tự Thế là hoàn toàn sai rồi Cổ Đức thường nói Hiểu nghĩa theo câu chữ thì oan cho ba đời chư Phật Đây là ba đời chư Phật quá khứ hiện tại dị lai Đều bị hàm oan Vì bạn giải sai hiểu làm lời của phật rồi ngày nay có bao nhiêu người hiểu sai vậy bạn muốn hỏi họ tại vì sao hiểu sai họ chưa có làm được chỉ có khi nào làm được rồi thì mới có thể thể hội tinh tế mới có thể thể hội được đến chỗ sâu kín được bạn không làm thì làm sao được chứ bạn làm được một phần thì bạn thể hội được một phần Thế hội được một phần bạn lại làm được một phần giải và hành bổ trợ cho nhau giải giúp cho hành hành giúp cho giải luân chuyển thâm nhập như vậy mới có thể giàu đến chỗ sâu rộng được chứ xưng danh là xưng danh hiệu bồ tát địa tạng ở trong đây có hai tầng công đức tự lợi là nhắc nhở mình niệm niệm không rời pháp môn địa tạng cũng chính là niệm niệm không rời pháp môn tâm địa Đây là đức tự lợi Đức lợi tha là niệm niệm làm thức tỉnh Chúng sanh có duyên Nói thật ra Ngày nay chúng sanh có duyên ít Quá ít Được mấy người nghe thấy danh hiệu này Liệt giác ngộ Tuy họ không giác ngộ Nhưng cũng phải khiến cho họ nghe thấy Vì như vậy đã gieo xuống hạt giống danh hiệu vào trong a la gia thức rồi vừa nghe qua tay vĩnh viễn trồng hạt giống đạo dù đời này không được lợi ích có lẽ nhiều đời nhiều kiếp gì sau nữa nếu gặp được duyên thì hạt giống này sẽ nảy mầm đây là làm lợi ích lâu xa cho tất cả chúng sanh lợi ích ở tương lai chúng sanh căng tánh chính mùi Sẽ được lợi ích ngay hiện tại Vừa nghe xong họ liền biết tu học như thế nào Cúng dường Cái gì nhất định phải biết Trong các sự cúng dường Đều quan trọng nhất là y giáo tu hành cúng dường Trong hạnh nguyện phổ hiện Nói với chúng ta rất rõ ràng Hết thảy cúng dường tài vật Không bằng cúng dường Pháp Cúng dường Pháp Trong phẩm hạnh nguyện Đã nêu ra bảy loại lớn điều thứ nhất chính là như giáo tu hành cúng dường nếu chúng ta không thể tu hành như những gì đã dạy thì sự cúng dường đó là giả không phải cúng dường một chút hương hoa trái cây cho rằng đó là tôi hằng ngày đang cúng dường phật vậy thì sai rồi chúng ta thấy những vị đại đức Tổ sư Đại Đức tu hành chân thật Trong Phật đường của các ngài không có gì cả Hương hoa trái cây đều không có Họ làm ở chỗ nào vậy? Chúng ta nhìn thấy trong Phật đường của các ngài Đồ cúng chỉ là một ly nước Đốt một ngọn đèn dầu Ngoài ra không có cái gì nữa Các ngài là thật sự cúng dường là y giáo tu hành cúng dường phía sau là cúng dường mở rộng ra nghĩa rộng của cúng dường tạo hình tượng bồ tát vẽ tranh cũng tốt điêu khắc cũng tốt khắc lũ chính là khắc gỗ tố tất là đắp nặng đắp bằng xi măng cũng được lúc bằng kim loại cũng được đây là cúng dường mở rộng khiến cho tất cả chúng sanh có cơ duyên nghe được danh hiệu bồ tát nhìn thấy hình tượng bồ tát gieo thiện căng cho họ bản thân hành bồ tát đạo bồ tát làm như thế nào chúng ta làm như thế đó đó gọi là hành bồ tát đạo Khuyến hóa tất cả chúng sanh Phước đức như vậy Thì mới sanh lại một trăm lần Cõi trời thứ ba mươi ba Dĩ nhiên không bị đọa ác đạo Bạn thử nghĩ xem Tại sao họ không bị đọa ác đạo Do không tạo nghiệp ác Người tu hành Bồ Tát Địa Tạng Làm sao có thể tạo nghiệp ác được chứ Tuy hạt giống tạo nghiệp ác Trong đời quá khứ còn đó nhưng ác duyên trong đời này đều đoạn hết rồi họ học theo Bồ Tát niệm Bồ Tát là tâm Bồ Tát là hạnh Bồ Tát là ngôn ngữ của Bồ Tát ở trong thập pháp giới này những duyên trong lục đạo đều dứt hết rồi thì họ làm sao có thể bị đọa được ác được chứ đây là lẽ đương nhiên. Đạo lý này, chúng ta nhất định phải biết rõ, phải sáng tỏ. Xem tiếp, Thế Tùng nói cho chúng ta biết nhân duyên trước kia của Bồ Tát Địa Tạng. Ý nghĩa này rất sâu. Văn thù sư lợi Trên Kinh Phật Phàm là vừa mở đầu đã gọi tên của người đương cơ thì kinh văn sau đó là vô cùng quan trọng. Gọi tên là để nhắc cho người đó biết phía dưới có lời khai thị quan trọng, nhắc nhở họ chú ý. Thì địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát ư ừ, quá khứ cửu diễn bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp câu này dứt ở chỗ này là rất hay bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp thời gian này là quá dài quá dài không thể nói hết tiền thân vi đại trưởng giả tử người xưa có cái ý này thân phật trước đây của ngài là vị đại trưởng giả tử đại trưởng giả tử rất nhiều người chúng ta hiểu sai về ngài nghĩ ngài là con trai của đại trưởng giả nhưng trên thực tế chữ tử này là cách tôn xưng của người trung quốc xưa đối với người khác như khổng tử mạnh tử lão tử xưng tử là tôn xưng đại trưởng giả tử chữ tử này chính là chữ tử trong khổng tử mạnh tử chữ tử đó là cách xưng hô tôn kính nếu dùng cách nói hiện đại để nói tử chính là tôn kính nếu chúng ta dùng cách nói hiện đại để nói là tôn kính đại trưởng giả thêm chữ tôn kính này vào phía trước trước đây chữ tôn kính này để ở phía sau tôn kính đại trưởng giả thời thế hữu phật vào lúc đó thế gian này có một đức phật hiệu viết sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh như lai sư tử phấn tấn là thí dụ sư tử là vua trong các loại thú cụ túc vạn hạnh là nói Bồ Tát tu hành công đức viên mãn. Chứng được Phật quả vô thượng. Đây là ý nghĩa đơn giản của danh hiệu. Thời trưởng giả tử kiến Phật tướng hảo thiên phước trang nghiêm nhân vấn bỉ phật tác hà hạnh nguyện nhi đắc thử tướng đây là chỗ học tập của chúng ta vào lúc này vị trưởng giả tôn kính nhìn thấy sư tử phấn tấn như lai tướng hảo quang minh nên sanh tâm ưa thích thỉnh giáo đức phật tướng tốt này của ngài do đâu mà có tướng hảo rất quan trọng chúng ta là đệ tử phật ở trong xã hội này nếu như không có hình ảnh tốt thì chúng ta là diệt Phật Pháp Xuất gia không phải chuyện dễ Cổ Đức thường nói Trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều Thông thường trong xã hội Người thế gian tạo nghiệp Địa ngục không dễ Chứ người xuất gia tạo nghiệp Địa ngục thì quá dễ dàng Vì sao vậy? Khi không có hình ảnh tốt Thì bạn là người diệt Phật Pháp Tội nghiệp này của bạn là đọa địa ngục A Tỳ Vì sao vậy? Khiến cho đại chúng trong xã hội phỉ bán Phật Pháp Người ta chỉ nhìn thấy hình ảnh này của bạn Liền khinh chê bạn Xem thường bạn Phỉ bán bạn Vậy là có thể phỉ bán hết thảy toàn bộ Phật Pháp rồi Bạn xem tội nghiệp này của bạn có đáng sợ hay không chư phật bồ tát là chuẩn mực tốt nhất hình ảnh tốt nhất trong chính pháp giới hình ảnh của phật có thể khiến cho trưởng giả tử trưởng giả tử gọi là tử thì được mọi người tôn kính rồi là người có học vấn có đức hạnh người như vậy nhìn thấy hình ảnh của phật còn sanh tâm tôn kính đối với phật còn muốn đến học tập bằng nói hình ảnh này tốt cỡ nào chúng ta ngày nay ở trong xã hội không xuất gia thì không sao bạn xuất gia rồi bạn nhất định phải học hình ảnh của phật phải đầy đủ hình ảnh của bồ tát nếu không thì tại gia học phật cũng được việc gì phải tạo tội nghiệp việc gì phải tạo nghiệp phỉ bán phật pháp tăng này chứ Điều này rất quan trọng Chúng tôi ngày nay giảng Kinh Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm rất dài Hoa Nghiêm đến cuối cùng 53 lần tham vấn Không những là yêu cầu người xuất gia Mà người tại gia học Phật Cũng phải giống như người xuất gia vậy Đều phải làm nên hình ảnh tốt nhất cho đại chúng xã hội xem Nếu bạn làm không được thì bạn không phải là đệ tử Phật Mà là đội lốt đệ tử Phật Là đệ tử Phật giả Tạo vô lượng vô biên tội nghiệp Quả báo ở tam độ Vô cùng đáng sợ Việc này chúng ta không thể không biết Đã học Phật rồi, thì tâm địa nhất định phải thanh tịnh bình đẳng giác phải dập tắt tham sân si còn muốn tranh lợi với người còn cái này tốt cái kia không tốt là tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi rồi nghĩ đến tâm phật thanh tịnh biết bao không nhiễm mấy bụi thường suy nghĩ đến chân tướng của vũ trụ nhân sanh chân tướng là ba tâm không thể được chư pháp vô sở hữu cho nên ở trong ngoài đều có thể đạt được thanh tịnh bên trong một niệm không xanh bên ngoài không nhiễm mảy bụi đây là phật bồ tát như vậy mới có thể sống được đời sống chân thật chúng ta thường nói là đời sống chân thiện mỹ huệ chân thật đời sống hạnh phúc mỹ mãn chân thật không giả chút nào phật bồ tát là sống đời sống như vậy chúng ta sống đời sống như thế nào đây bên trong khởi tâm động niệm bên ngoài chỗ nào cũng phan duyên chúng ta sống là đời sống phiền não đời sống nghiệp chướng là sống đời sống luân hồi nói lời hơi khó nghe một chút là sống đời sống trong đường ác Chúng ta đọc đến câu này. Thấy Phật đem điều này đặt ở điều thứ nhất trong nghiệp nhân của Bồ Tát Địa Tạng là có dụng ý rất sâu. Các chị, bất luận là tại gia học Phật hay xuất gia học Phật, nhất định phải làm tấm gương tốt cho xã hội. Nhất định phải là hình ảnh tốt Thiên phước trang nghiêm Không chỉ có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Chúng ta không nói đến ngàn phước trang nghiêm Chỉ nói 32 tướng tốt 32 tướng từ đâu mà có vậy? 32 tướng là tướng phước đức Bạn không tu phước Thì bạn không thể có được tướng tốt này thiện gồm có hữu lậu và vô lậu chúng ta ngày nay không làm được việc tu thiện vô lậu việc này quá cao vì tập khí phiền não của chúng ta chưa đoạn trừ bắt đầu học từ đâu vậy bắt đầu học từ thiện hữu lậu nhất định phải đoạn ác tu thiện tiêu chuẩn của pháp thế gian chúng ta có thể làm được chính là người thiện trong thế gian chính là tấm gương tốt của người thế gian tướng lưỡi rộng dài của Phật là do công đức không nói dối mà thành tựu. Tư Mã Quang của Trung Quốc thời xưa có lẽ hầu hết mọi người đều biết. Biệt hiệu của Tư Mã Quang là Quân Thật nghĩa là quân tử thành thật ông thật sự làm được lúc về già ông tự phản tỉnh lại thấy mình cả đời không nói dối lời nói việc làm cả đời của mình ông nói là không có việc gì mà không nói cho mọi người biết việc cả đời ông làm không có gì là mờ ám không có làm việc gì mà không nói cho mọi người biết ông cũng là người quy y tam bảo là hình ảnh tốt của người tại gia chúng ta ngày nay nói lời thành thật học phật kiểu gì không biết mỗi ngày đọc tụng đại thừa hàng ngày phải nghiêm túc phản tỉnh nghiêm túc kiểm điểm không quan tâm đọc kinh luận nhiều hay ít chỉ cần trong đời này làm được một vài câu thì suốt đời thọ dụng không cùng tận Phật nói với chúng ta Cội rễ chính yếu của tu hành Nó thật ra chính là tịnh nghiệp tam phước khi triển khai tịnh nghiệp tam phước ra Chính là toàn bộ Phật Pháp Phật Pháp vô lượng vô biên Khi cô động lại Chính là 11 câu đó Nhất định không được xem thường Trong 11 câu đó Đem nó quy nạp tiếp nữa Nó thật ra chính là một câu hiếu dưỡng cha mẹ chỉ một câu này Ngàn kinh dạng luận Vô lượng vô biên pháp môn Mà chư Phật như Lai nói Đều không thể ra khỏi Bốn cái chữ này Chúng ta nói tam học Nói lục hòa Nói lục độ Nói thập nguyện Đủ dạng phương pháp tu hành đều là thực tiễn cho hiếu kính thực tiễn trong đời sống chúng ta thực tiễn trong việc đối nhân xử thế của chúng ta là chân thật học phật chân thật học phật thì phải sửa đổi hình ảnh sửa đổi tâm tính sửa đổi hành vi đây gọi là chân thật học phật hàng ngày đọc kinh thậm chí là hàng ngày giảng kinh thuyết pháp mà tâm tính không sửa đổi vẫn giữ cái tâm thế tục vẫn giữ tâm luân hồi vẫn giữ tâm tham sân si mạng thì nguy hiểm biết bao đây là giả tu không phải chân thật Thật sự xả niệm thanh tịnh Niệm niệm lợi ích tất cả chúng sanh Không phải vì chính mình Chúng ta xem thấy trên Kinh Hoa Nghiêm Nếu vì chính mình Thì Ngài sẽ trụ vào Đại Niết bàn Như thế thì tự tại biết bao Vì chúng sanh thì phải tùy loại hóa thân. Không từ mọi gian lao. Đây là quan niệm của người thế tục chúng ta. Chứ Phật Bồ Tát không có giấc giả rồi. Tại vì sao không có giấc giả vậy? Phật Bồ Tát vô ngã. Có ngã mới có giấc giả. Còn vô ngã thì làm gì có giấc giả chứ? Chúng ta đọc câu này muôn và cảm khái Chúng ta làm thế nào để học được hình ảnh Phật Bồ Tát? Nếu không nghiêm túc y giáo phụng hành thì làm sao được? Chúng ta xem tiếp kinh văn dưới đây. Thời sư tử phấn tấn cụ túc dạng hạnh như lai, cáo trưởng giả tử, dục chứng, thử thân đương tu, cửu viễn độ thoát nhất thiết thọ khổ chúng sanh. Đây là nguồn gốc bổ nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Các vị nhất định phải nhớ kỹ. Đạo tràng hiện nay xây dựng không giống như trước đây. Trước đây làm đúng như pháp toàn bộ tất cả chùa Phật xây dựng đều tương ưng với nghĩa thú của Pháp tượng trưng. Hiện nay không đủ điều kiện rồi. Đạo tràng chính quy vừa bước vào cửa là Điện Thiên Vương. Người gặp đầu tiên là Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc dạy bạn điều gì? xanh tâm bình đẳng hiện tướng vui vẻ phật pháp là lấy từ bi làm gốc phương tiện làm cửa bồ tát di lặc là đại biểu cho từ bi làm gốc tứ đại thiên vương là đại biểu cho phương tiện phương tiện làm cửa điện thiên vương là dạy chúng ta điều này Bạn vào đạo tràng, mỗi ngày đều phải đi qua cái cửa này. Hàng ngày tiếp nhận sự huân tập hung đúc này. Khiến cho bạn hồi tâm chuyển ý. Chúng ta ngày nay ai hiểu được chứ? Ai có tâm từ bi? Ai có cửa phương tiện? phương tiện không phải là thuận tiện cho bản thân chúng ta thế thì sai rồi mà là thuận tiện cho tất cả chúng sanh khiến cho họ được thuận tiện ta phải hành từ bi không được điên đảo họ hành từ bi còn ta được thuận tiện thế là bạn điên đảo rồi nhất định phải phát tâm tâm này chính là tâm đại bồ đề chúng sanh phô biên thể nguyện độ đặc biệt là tất cả chúng sanh thọ khổ chúng sanh thọ khổ là chỉ chỗ nào vậy chỉ lục đạo đặc biệt là chỉ tam đồ cái gì nên biết chúng sanh tam đồ ở đâu vậy là ở xung quanh chúng ta Thậm chí là bao gồm cả chúng ta Tâm tham là đường ngạ quỷ Sân hận là đường địa ngục Ngu si là đường xúc sanh Tâm của chúng ta là tham sân si Nói năng tham sân si Hết thảy tạo tác không có lìa khỏi tham sân si Nên nghiệp chúng ta tạo là ba đường ác Bồ Tát Địa Tạng có năng lực Hóa thân và ba đường ác để độ thoát chúng sanh Chúng ta ngày nay không có năng lực này rồi Chúng ta không có năng lực Nhưng phải độ những chúng sanh này Dù họ vẫn chưa có bước vào ba đường ác Nhưng chúng ta phải độ họ Vì họ đang tạo nghiệp nhân ba đường ác này nên biết những chúng sanh này là chúng sanh khổ nạn Không nên cho rằng Trong những người này hiện nay rất giàu sang phú quý Người thế gian nhìn thấy họ giàu sang phú quý tột bực Nhưng trong mắt Phật nhìn thấy họ là chúng sanh đường ác Chúng ta làm sao độ họ đây Trước tiên chính mình phải xả bỏ tham sân si Nói vô ích phải nên làm tấm gương để cho người ta xem ta xả bỏ tham sân si không cần tham sân si nhưng đời sống của ta cũng rất tự tại sống cũng khá tốt khiến cho họ phán tỉnh lại từ những chỗ này giác ngộ từ những chỗ này phần trước phật nói phải xây dựng hình ảnh trên kinh hoa nghiêm bạn thấy pháp tượng trưng khi vừa mở đầu trước tiên là nói đến đại địa tâm địa thứ hai là nói về cây báo ý nghĩa của cây báo là gì là dựng nên tấm gương tốt nhất hết thảy chúng sanh ở thế giới này hay phương khác không có người nào không yêu thích cỏ cây hoa lá nên phật dùng phương pháp này để làm thí dụ chúng ta cần xây dựng tấm gương tốt nhất khiến cho người ta sau khi tiếp xúc sanh tâm vui thích xin mời xem tiếp kinh văn văn thù sư lợi thời trưởng giả tử Nhân phát nguyện ngôn Ngã kim tận vị lai Tế bất khả kế kiếp Vi thị tội khổ lục đạo chúng sanh Quản thiết phương tiện Tận lệnh giải thoát Nhi ngã tự thân phương thành Phật đạo Trong đoạn kinh văn này Chúng ta lại nhìn thấy Thích ca mâu ni Phật Gọi tên của Ngài Văn Thù Sư Lợi đoạn kinh văn này không được sơ ý không được xem qua loa trưởng giả đúng là làm nên tấm gương làm chuẩn mực làm nên tấm gương tốt cho chúng ta xem khuyên chúng ta phát tâm ngài nghe phật khai thị xong liền giác ngộ liền quay đầu cũng phát đại nguyện ngã kim tận vị lai tế bất khả kế tiếp là thời gian dài không phải thời gian ngắn đến vô tận kiếp không thể tính ở đời vị lai. Hay nói cách khác là thời gian dài vô hạn vĩnh hằng. Vi thị tội khổ lục đạo chúng sanh. Hoàn toàn tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Đà. Vì chúng sanh khổ nạn tất cả chúng sanh tạo tác hết thảy nhân khổ mà họ không biết đến khi quả khổ hiện tiền thì hối hận không kịp rồi đến lúc đó thì không kịp nữa trưởng giả tử phát tâm này Tâm này chính là Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta ngày nay đọc đến kinh văn này. Có thể phát khởi được tâm này hay không? Nếu có thể phát được tâm này, chúng ta liền được thọ dụng chân thật từ trên kinh Địa Tạng này. bản thân chúng ta sống khổ phải nghĩ là thế gian này còn có người khổ hơn chúng ta chúng ta không sợ khổ bởi vì chúng ta khổ mới có thể cảm nhận được tất cả chúng sanh khổ nếu chúng ta sống trong hoàn cảnh rất sung túc người ta nói khổ mà không cảm nhận được chỉ có mình bước ra từ trong khổ này thì mới thật sự cảm nhận được khổ tâm giúp đỡ chúng sanh khổ nạn của bạn mới thật chân thành nếu chưa từng trải qua khổ nạn mà bạn muốn vì chúng sanh khổ nạn này thì cái tâm đó luôn bị cách mấy lớp rồi không thể nào cảm nhận được cho nên phật dạy các đệ tử một là lấy giới làm thầy hai là lấy khổ làm thầy đặc biệt người xuất gia sống cuộc sống khổ là tốt sống cuộc sống khổ là thường xuyên cảnh giác khi hưởng thụ thì không có người nào không mê hoặc điên đảo cho nên nhất định phải biết có phước người xuất gia tu hành chân thật nhất định là có phước báo phước báo đến rồi không được hưởng vừa hưởng liền mê mờ phước báo đến rồi phải đem cho tất cả chúng sanh bị tội khổ trong lục đạo cùng hưởng vậy bạn chân thật mới là độ khổ mấy hôm nay chúng tôi giảng kinh hoa nghiêm đến phần phật tỳ lô giá na xây dựng thế giới hoa tạng không phải để cho mình hưởng thụ mà là để cho những bậc bồ tát phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân trong tất cả cõi nước mười phương có chỗ Yên thân gửi phận Có đạo tràng Đàng hoàng để tu hành Để cho họ hưởng thụ Chư Phật không có hưởng thụ Thế giới Tây Phương cực lạc Của a di Đạo Phật Xây dựng Cực lạc tịnh độ Cũng không phải để cho mình hưởng thụ mà là dành cho tất cả người niệm Phật mười phương thế giới giảng sanh về nơi đó Tu hành Hưởng thụ Đâu phải để cho mình hưởng thụ chứ Đây đều là làm nên hình ảnh tốt nhất cho chúng ta xem Cho nên những bậc tổ sư đại đức Có đại phước đức này xây dựng đạo tràng bản thân có hưởng thụ hay không không có căn phòng mà phương trượng ở là một căn phòng nhỏ phước báo để cho những thanh chúng đến hưởng thụ tâm bình đẳng tâm thanh tịnh chỉ cần người chân thật tu hành Không có chỗ nào ở Khi đến chỗ họ thì không có chuyện không thu nhận Không có chuyện không tiếp đãi Cho nên gọi là thập phương thường trụ Thập phương đạo tràng Chứ đâu phải gì danh vọng lợi dưỡng cá nhân chứ Phật chỉ dạy chúng ta và tự thân ngài thể hiện làm tấm gương cho chúng ta xem không giả dối chút nào chúng ta nhìn thấy ngài phát tâm không sợ thời gian dài không sợ công việc dạy học gian khổ quản thiết phương tiện tận lệnh giải thoát nghi ngã tự thân phương thành Phật đạo Đây chính là nói chúng sanh không thành Phật Thì tôi không thành Phật Cho nên Bồ Tát Địa Tạng vĩnh viễn thị hiện ở quả vị Bồ Tát Chúng ta ngày nay xem thấy trên kinh văn này nói Mười phương ba đời tất cả chư Phật như Lai đều đến tham dự đạo tràng này đều là người được bồ tát địa tạng độ hóa đã độ đang độ đã độ đã thành tựu là chư phật còn ngài vẫn là ở quả vị bồ tát học trò đều đã thành phật mà lão sư vẫn là bồ tát chư phật Đối với lão sư này Không có người nào mà không Mang ân đội đức Ngày nay Thích Ca Mâu Ni Phật Muốn tuyên dương pháp môn địa tạng Các ngài đến dự hội Chính là báo ân Đến làm ảnh hưởng chúng Có pháp hội nào mà chư Phật đến tham gia không có đạo lý này. Pháp hội này, tất cả Phật đều đến đông đủ để trang nghiêm đạo tràng, trang nghiêm Pháp hội, trang nghiêm Pháp môn này, khiến cho tất cả chúng sanh cảm giác được Pháp môn này là vô cùng thuộc thắng. Không học Pháp môn này là không được. Nó là nền tảng thành Phật của tất cả chư Phật, là căn bản của thành Phật. Nếu bạn từ bỏ pháp môn này Thì bạn nhất định không thể thành tựu Niệm Phật Nói lời thành thật Cũng nhất định không thể giảng sanh Bản thân tôi trong đời này Phạm là gặp phải đạo tràng Mới xây dựng Mời tôi giảng kinh Bộ kinh đầu tiên nhất định phải giảng là kinh địa tạng bổ nguyện có đất Chúng ta có mảnh đất, có đạo tràng. Đây là cơ sở vật chất Kinh địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Là phần thiết lập tâm địa Như vậy mới tương ưng Đạo tràng xây dựng đạo tràng khôi phục Bộ kinh đầu tiên giảng là gì vậy Nhất định là kinh địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Dĩ thị ư bỉ Phật tiền Lập tư đại nguyện ư ừ, kim bách thiên dạng ức na do tha Bất cả thuyết kiếp thượng vi Bồ Tát Đây là điểm chúng ta cần phải học tập Thế Tùng nói ra đoạn nhân duyên công án này chúng ta cần thể hội cho được dụng ý của ngài là sâu rộng vô hạn việc dạy học của ngài là từ bi vô tận chúng ta thể hội rồi sau đó mới có thể làm mới có thể nói đến chuyện báo ân biết ân, báo ân. Bạn đọc qua một cách qua loa chung chung. Đoạn văn này không dài. Xem qua loa cẩu thả, không có lợi ích. Xin xem tiếp đoạn này dưới đây. Đây là công án thứ hai hữu ư quá khứ bất khả tư nghị a tăng kỳ kiếp thời gian này là sau đại trưởng giả đại trưởng giả là người đầu tiên là người trước nhất thời thế hữu phật hiệu viết giác hoa định tự tại vương như lai bỉ phật thọ mạng tứ bách thiên vạn ức a à tăng kỳ kiếp từ tuổi thọ của phật có thể nhìn thấy chúng sanh thời đại đó phước báo rất lớn tuổi thọ là một trong những phước báo tượng pháp chi trung hữu nhất bà la môn nữ túc phước thâm hậu chúng sở không kính Thành trụ tọa ngọa chư thiên vệ hộ Tuổi thọ của Phật rất dài Nhưng Duyên trụ thế giáo hóa chúng sanh Đã hết rồi Phật thị hiện diệt độ Sau khi diệt độ Cũng giống như thế tôn chúng ta vậy sau khi Phật diệt độ, Pháp dẫn vẫn còn ba thời kỳ. Chánh Pháp, Tượng Pháp, Mạc Pháp. Chánh Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật là một ngàn năm. Là sau khi Phật diệt độ một ngàn năm đầu tiên. Tượng Pháp một ngàn năm. Mạc Pháp mười ngàn năm. Bất luận là cách nói của người Trung Quốc hay là cách nói của người nước ngoài Hiện nay đều là thời kỳ Mạt pháp. Sau khi Phật diệt độ 2000 năm, đây là thời kỳ Mạt pháp. Ở Trung Quốc, khi Phật pháp truyền đến Trung Quốc là vào thời kỳ Tượng pháp. Phật ở trên kinh đã dự đoán Phật nói thời kỳ chánh pháp thì giới luật thành tựu. Dựa theo giới luật tu học thì có thể chứng quả. Thời kỳ tưởng pháp thì thiền định thành tựu. Nên thiền tông của Phật giáo Trung Quốc vô cùng hưng thịnh. Nguyên nhân gì? Do truyền đến vào thời tưởng pháp. Rất tương ưng với lời Thế Tôn nói là thiền định thành tựu thời kỳ mạc pháp tịnh độ thành tựu căn tánh của con người đa số không bằng trước đây tu thiền không những không thể khai ngộ mà ngay cả đắc định cũng không thể chỉ có tu tịnh độ đới nghiệp giảng sanh mới có thể thành tựu trên kinh nói đây là giác hoa định như lai trong thời kỳ tượng pháp của ngài có một vị nữ dòng bà la môn vị nữ dòng bà la môn này cũng quy y phật pháp cũng là người học phật túc phước thâm hậu chúng ta nói thiện căn sâu dày tức là dung bồi phước dung bồi thiện căn trong đời quá khứ rất sâu chúng sở khâm kính khâm là khâm phục đối với cô rất tôn kính Mọi người nhìn thấy cô Phía trước Đã nói hình ảnh thù thắng Được phần lớn đại chúng Trong xã hội Tôn kính Hành trụ tỏa ngoạ Đây là nói bốn oai nghi Đều đủ để làm tấm gương tốt cho đại chúng trong xã hội, cho nên ngay cả thiên thần cũng tôn kính cô. Chư thiên vệ hộ. Người thế gian chúng ta hiện nay gọi là thiên thần phù hộ. Từng giây từng phút không xa rời cô gọi là hộ vệ. các chị đồng tu phải biết hiện tại xã hội này người tạo ác rất nhiều người hành thiện rất ít nếu như có một vài người hành thiện thì thiên thần hộ vệ sẽ đặc biệt nhiều trước đây người thiện nhiều nên một số thiên thần theo hộ trì người này một số thiên thần theo hộ trì người kia, cho nên số lượng thiên thần theo hộ trì mỗi người không nhiều. Thời hiện tại mọi người đều làm ác, chỉ có một vài người làm thiện, nên tất cả những vị thiện thần đó thấy đều đến hộ vệ cho bạn. Đây là thật không phải là giả, tại vì sao không tu thiện chứ? Tại vì sao phải tạo ác? Chúng ta đoạn ác tu thiện, không cầu Bồ Tát, không cầu Phật. Cũng không cầu thiên thần, chư Phật tự nhiên sẽ hộ niệm. Thiên thần tự nhiên hộ vệ. Đâu có cần chúng ta cầu họ. Chỗ này nói tin Phật là quá khó. Hiện nay người thế gian hầu Phật mà không tin Phật. tại vì sao không tin Phật vậy đặc biệt là người xuất gia Phật gì chúng ta buông xả dạng duyên thấy đều xả bỏ vậy thì cuộc sống ngày mai làm sao sống đây vậy là không tin Phật nếu bạn chân thật là người xuất gia tâm địa thanh tịnh Đối với Pháp thế gian này một mảy may tâm phan duyên Cầu được, thấy đều không có Nếu bạn bị chết đói, chết rét Xin thưa với các vị Tất cả thần hộ Pháp đều phải bị xét xử cách chức Đây là thật chứ không phải giả Nhưng mà mọi người không tin Chỉ có muốn tự mình phan duyên Tự mình làm Thế thì thần hộ Pháp nhìn thấy rất vui, rất tự tại Anh cứ tự mình làm Tốt quá, tôi không quan tâm nữa Họ thông vong tự tại rồi Có một năm nọ Tôi ở cơ long thập phương đại giác tự Lão Hòa Thượng mời tôi giảng kinh lăng nghiêm Trong mùa an cư kiết hạ Giảng đường sát vách tượng điện vi đà Tôi liền nói với mọi người Chúng ta phải tin Không được phan duyên ở trong chùa cố gắng tu hành Không cần làm Phật sự, không cần làm kinh sám Cũng không cần làm Pháp hội Nếu bị đói chết thì Bồ Tát Vi Đà Phải bị xét xử cách chức Làm gì có loại đạo lý này chứ Cho nên ngay cả người xuất gia Còn không tin Phật Thì bạn làm sao có thể dạy đại chúng thông thường tin Phật được chứ Không có cái đạo lý này Chúng ta thật sự tin thì không sợ vì có Phật Bồ Tát phù hộ Thần hộ Pháp hộ vệ Có thể Bị đói một vài bữa Cũng không sao Tuyệt đối không bị chết đói Bị rét một chút Chứ không bị chết rét Họ nhất định sẽ đến Nhất định phải có niềm tin Như vậy mới gọi là học Phật Chứ vậy mới gọi là thật sự tin Phật những gì bạn cần bạn mong cầu nhân duyên chính ngùi nhất định sẽ đến những đạo lý này là do đại sư trương gia truyệt dạy cho tôi tôi có niềm tin đối với ngài ngài không lừa dối tôi tôi vào lúc đó đời sống vô cùng gian khổ muốn cúng dường lên đại sư trương gia mà một xu tôi cũng không có tôi không có năng lực này thầy biết được nên thầy không trách tôi thầy đối với tôi rất tốt vô cùng từ bi vô cùng quan tâm mỗi tuần tôi được gặp mặt thầy một lần tôi vào lúc đó đi làm có công việc đến ngày chủ nhật đến viếng thăm và thỉnh giáo thầy mỗi tuần thầy dành cho tôi hai giờ đồng hồ lúc nào có việc bận thì một giờ nếu như có một vài lần tôi không đến được thì thầy nhất định sai người hoặc là gọi điện đến hỏi thăm tôi tại vì sao tôi không đến có phải bị bệnh không vô cùng quan tâm Tâm yêu thương đó khiến cho bạn không thể không đến. Đây là lời Thầy nói với tôi. Ở trong cửa Phật có cầu tất có ứng. Bạn cầu không được là do bạn có nghiệp chướng. Nghiệp chướng của bạn tiêu trừ rồi thì không có chuyện không cảm ứng. Nhưng mà nhất định phải đúng như lý như pháp mà cầu. Bạn dùng tham sân si để cầu Phật Bồ Tát không thể làm cho bạn tăng trưởng tham sân si. Phật Bồ Tát sẽ không giúp bạn tạo ác nghiệp. Nếu bạn là làm thiện, là vì chúng sanh. Phật Bồ Tát sẽ cảm ứng đạo giao, vì mình thì không được, tuyệt đối không có cảm ứng. Nếu vì mình mà có cảm ứng thì đó là tà ma. Ma thúc đẩy dục vọng của bạn, ma giúp bạn làm việc xấu. Phật Bồ Tát không thể giúp bạn làm việc xấu phật bồ tát chỉ cho bạn thiện duyên chứ không cho bạn ác duyên từ đó cho thấy phàm là hỗ trợ tăng trưởng cho dục vọng của chúng ta hỗ trợ tăng trưởng tham sân si thì mình phải có sự cảnh giác cao độ đó là ác duyên chứ không phải thiện duyên nhưng người có duyên này không có ai mà không ưa thích không ai mà không bị đọa lạc không có ai mà không mắc lừa ma rơi vào tay của ma. Chỗ này phải có tâm cảnh giác cao độ. Cho nên lúc trẻ gần gũi thiện tri thức là rất tốt, đặt nền tảng vững rồi. Nên cả đời đối nhân xử thế đều có tâm cảnh giác rất cao. Nếu chúng ta muốn được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần hộ vệ, thì phải học ở chỗ này. Xem tiếp kinh văn dưới đây. Kỳ mẫu tính tà, thường khinh tam bảo, thị thời thánh nữ, quản thiết phương tiện, khuyến dụ kỳ mẫu lệnh sanh chánh kiến. Nhi thử nữ mẫu, vị toàn sanh tính, bất cử mệnh chung, hồn thần đọa tại, vô gián địa ngục tri kiến của mẹ cô bức chánh tập khí phiền não rất nặng đại khái cũng là do nhìn thấy người học phật ít có hình ảnh tốt thời kỳ tự pháp phật pháp suy yếu Thời kỳ chánh Pháp có nhiều hình ảnh tốt Tứ chúng đệ tử có nhiều hình ảnh tốt Thời kỳ tượng Pháp hình ảnh tốt ít đi rồi Thời kỳ mạc Pháp thì ít hơn nữa Là hiếm có hơn Cho nên thời kỳ mạc Pháp Nếu chúng ta thật sự có thể tu hành đúng như đã dạy Thì chư Phật sẽ vui hơn gấp nhiều lần so với thời tượng Pháp Long thiên thiện thần hộ vệ cũng tăng thêm gấp bội hy hữu khó gặp chúng ta gặp được duyên thù thắng như thế này tại vì sao mình lại tự chà đạp mình chứ như thế thì thật là đáng tiếc tạo tác tội nghiệp nhất định đọa lạc Tại vì sao Bà lại khinh khi ngôi tam bảo Phỉ bán tam bảo vậy Nó thật ra Hình ảnh của người xuất gia chúng ta không tốt Tại vì sao Thời đại đó Phật và đệ tử của Phật Được quốc dương đại thần Và tất cả đại chúng Ở trong xã hội tôn kính nguyên nhân gì chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ thời kỳ bạc pháp người xuất gia đi ra ngoài bị người ta xem thường khinh chê ở bên cạnh chỉ chỉ chỏ chỏ cười nhạo đây là nguyên nhân gì chúng ta có nên trách người ta không nếu trách người ta là hoàn toàn sai rồi Hãy quay lại tự trách chính mình Ngôn hạnh và hình ảnh của bản thân chúng ta Không đáng được Đại chúng xã hội Tôn kính Bên trong vẫn còn tham sân si mạng Bên ngoài chỗ nào cũng phan duyên Những gì biểu hiện ra thật sự là mê tín. Hướng dẫn cho đại chúng xã hội làm chuyện mê tín thì bạn làm sao có thể được người ta tôn kính chứ? Người ta dựa vào cái gì để tôn kính bạn đây? Người ta tôn kính bạn cũng đều là mê tín. Mê mới tương ưng với mê được. Giác nhất định không tương ưng với mê. nhưng tạo tác tội nghiệp bất luận là bạn cố ý hay là vô ý tạo quả báo nhất định là có không thể nói là vô ý tạo thì không có quả báo không có chuyện này bạn hiểu pháp luật mà phạm pháp không hiểu pháp luật mà bạn phạm pháp vẫn phải bị kết án vẫn là có tội không thể nói là tôi không hiểu pháp luật nên tôi tạo tác việc phạm pháp này thì tôi không có lỗi không có chuyện này Việc đó là trái lý Cho nên mẹ của nữ bà La Môn Bị đọa vào địa ngục vô gián Thử bà La Môn nữ Tri mẫu tại thế bất tính nhân quả Kế đương tùy nghiệp Tất sanh ác thú Đây là Đứa con gái có hiếu của bà Cô có học Phật hiểu rõ đạo lý Biết mẹ của mình Lúc còn sanh tiền Không tin nhân quả báo ứng Chữ kế là trong tâm suy nghĩ Trong tâm đang Suy đoán Suy nghĩ nghiệp Mà cả đời mẹ mình tạo không biết tương lai quả báo ở nơi đâu nghiệp thiện nhất định có quả thiện nghiệp ác nhất định có ác báo cô suy nghĩ thấy nghiệp mẹ mình tạo tác nặng nề phỉ bán tam bảo nghiệp này rất nặng Tội bại gia trạch quảng cầu hương hoa cập chư cúng cụ ư tiên phật tháp tự đại hưng cúng dường đây là cô tu phước cho mẹ ư tiên phật tháp tự tháp là nơi cất giữ xá lợi của phật chúng ta gọi nơi cúng dường Xá Lợi Phật là tháp tự là nơi giáo hóa chúng sanh ý chính của tự ý nghĩa của tự trong khoa chú chú giải rất rõ ràng giải thích ý nghĩa của chữ tự này như thế nào gì Tự có nghĩa là tiếp nối kế thừa. Người bình thường chúng ta gọi là hậu vệ. Tiếp nối. Sự nghiệp này phải vĩnh viễn tiếp nối mãi. Đây gọi là tự. Nơi này là nơi tiếp nối huệ mạng Phật. Nên gọi đó là tự người hiện nay đều không hiểu ý nghĩa này nhìn thấy tự nghĩ tự là miếu bên trong thờ quỷ thần làm chuyện mê tín họ không hiểu ý chính của chữ này trước đây cơ quan làm việc dưới quyền nhà vua đều gọi là tự là muốn cơ nghiệp đế dương của họ truyền xuống vĩnh viễn tiếp tục không dứt ý nghĩa này rất hay cũng rất sâu rộng sự nghiệp giáo dục chúng sanh của phật sự nghiệp giúp tất cả chúng sanh tu hành chứng quả phải vĩnh viễn tiếp tục không dứt nơi này là để làm sự việc này cho nên gọi nó là tự cúng phật nên nhớ kỹ phải dùng tài vật của mình nếu dùng tài vật của người khác để tu phước là sai rồi mình sẽ không được một chút nào nhất định phải dùng tài vật của mình không được dùng của người khác cô không có tài lực nên đem nhà cửa của mình bán đi có được số tiền này liền sắm nhiều hương hoa và những đồ lễ cúng rồi vào trong tháp phật để tu cúng dường loại cúng dường này là hình thức loại cúng dường hình thức này chúng ta hiện nay nhìn thấy rất nhiều rất nhiều người đều biết cúng dường hình thức có hiệu quả hay không vậy phải xem dụng ý của họ trong và ngoài có tương ưng hay không trong ngoài tương ưng thì có công đức trong ngoài không tương ưng thì không có công đức vẫn có một số người cúng dường nhưng lại tạo tội nghiệp không những không có phước mà còn tạo tội những loại cúng dường nào vậy đến trước phật bồ tát tu cúng dường thật lớn để cầu phát tài cầu thăng quan cầu nguyện trước phật bồ tát nếu con được thăng quan được phát tài con sẽ đến trả lễ sẽ trở lại cúng dường lớn cho ngài ra điều kiện với phật bồ tát là hối lộ xem phật bồ tát giống như tham quan ô lại vậy Loại cúng dường này không những không có phước Mà còn tạo vô lượng vô biên tội nghiệp Ngài phù hộ cho con phát tài Con phát được một triệu Con nhất định sẽ đem mười ngàn đến cúng dường cho Ngài Phật Bồ Tát đâu có khờ như vậy chứ Để cho bạn được lợi đến 99 dạng Làm gì có đạo lý này chứ Bạn xem Phật Bồ Tát là hạng người nào cho nên cúng dường như vậy là tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp đây là đọa tam độ đừng nhìn thấy người ta đến tu cúng dường liền cho đó là việc tốt chưa chắc là việc tốt bạn phải thăm dò xem động cơ của họ là gì bạn mới biết họ là tạo phước hay là tạo họa cúng dường đó vừa không đạt được thăng quan cũng không thể phát tài được còn quay lại oán hận phật bồ tát nói phật bồ tát này không linh tôi cúng dường mà phật bồ tát không có phù hộ cho tôi phát tài liền oán hận phỉ bán tam bảo nên tội nghiệp đó là càng tạo càng nặng chúng ta xem kinh văn dưới đây kiến giác hoa định tự tại phương như lai kỳ hình tượng tại nhất tự trung tố họa uy dung đoan nghiêm tất bị đây là nói cô bà la môn đến chùa miếu để cúng dường cúng phật phật không còn tại thế đây là thời kỳ tượng pháp nên trong tự diện này chỉ có hình tượng phật tượng phật được đắp hoặc đúc Cúng dường ở trước tượng Phật Tượng Phật tạo rất trang nghiêm Thời ba la môn nữ Chim lễ tôn dung bội xanh kính ngưỡng Đây là chân thành Những đồ lễ cúng này là bên ngoài Bên trong là tâm chân thành Hiển thị cho thấy trong ngoài nhất như cúng dường một chút vật phẩm giống như chúng ta gặp một người nào đó bất luận là người lạ hay người quen rất lâu rồi không có gặp nhau khi gặp nhau lúc nào cũng có chút quà quà không phải ở chỗ nhiều hay ít mà là để biểu thị cho lòng tôn kính biểu thị chúng ta đối với người này không quên thường hay nhớ ở trong tâm biểu thị một chút lòng tôn kính cúng Phật Hơn nữa là Tu phước cho mẹ Cho nên tâm này Càng chân thành Khẩn thiết hơn nữa Lòng trí thành Thì có thể cảm Nên Phật liền có ứng Liền sanh ra cảm ứng đạo giao Tư tự niệm ngôn Phật danh đại giác cụ nhất thiết trí Nhờ tại thế thời ngã mẫu tử hậu Thản lai dấn Phật Tất tri xứ sở Đây là hận mình phước báo không đủ Không có sanh giàu lúc Phật còn tại thế Mà sanh giàu thời tượng Pháp của Phật Phật không còn tại thế Nếu như Phật còn tại thế Thì Ngài có đại trí huệ Có đại thần thông Nếu mình đến thỉnh giáo Phật sau khi mẹ con mất rồi sanh vào cõi nào phật nhất định sẽ nói cho mình biết đáng tiếc phật không còn tại thế trong tâm cô có thầm nghĩ như vậy không nhất định là nói ra trong tâm có cái ý niệm này cho thấy lòng hiếu thảo của cô muốn giúp cho mẹ mình thoát khỏi khổ nạn Thời ba la môn nữ Thùy khắp lương cửu Chim luyến như lai Câu này Là miêu tả Nguyện vọng ân cần Chí thành khẩn thiết Của thánh nữ bà la môn lúc đó Ở trong tự diện Chúng ta từ trong câu này có thể thể hội được Sự kỳ vọng, chân thành, biết bao, tha thiết biết bao. Như vậy là có thể cảm. Hốt văn không trung thanh viết, khắp giả. Thánh nữ vật, chí bi ai, ngã kim thị nhữ, mẫu di khứ xứ. Chí thành sẽ linh cảm động Phật Đến chỉ dẫn cho cô Bà la môn nữ hợp trưởng hướng không Nhi bạch không viết Thị hà thần đức khoan ngã ưu lự Ngã tự thất mẫu dĩ lai Trú dạ ức luyến vô xứ khả dấn Tri mẫu sanh giới Chữ giới tức là thế giới nào Ở thế giới nào trong thập pháp giới ở đường nào trong lục đạo cô nhận được sự cảm ứng này vô cùng cảm kích cô không biết âm thanh này từ đâu đến cũng không biết là do ai nói cho nên cô chỉ có hướng lên hư không âm thanh là đến từ hư không không có nhìn thấy hình ảnh Chỉ có nghe thấy âm thanh Là đức thần nào đó Thời không trung hữu thanh tái Báo nữ viết Ngã thị nhữ sở chim lễ giả Quá khứ giác hoa định tự tại vương như lai Kiến nhữ ước mẫu Bội ư thường tình chúng sanh chi phần Cố lai cáo thị Đây là đem cái nhân năng cảm nói ra đây là đích thực là người con hiếu thảo chí thành có thể cảm được phật cổ nhân trung quốc thường nói hiếu cảm động trời đất cho nên đã cảm động phật đến chỉ bảo cho cô đáp ứng tâm nguyện của cô Bà la môn nữ văn thử thanh dĩ Cử thân tự phát Chi tiết giai tổn Tả hữu phù trì lương cửu phương tô Nhi bạch không viết Nguyện Phật từ mẫn tóc thuyết ngã mẫu Xanh giới Ngã kim thân tâm tương tử bất cử Đây là biết âm thanh này Là âm thanh của Phật Nên cảm động lễ bái năm chốc sát đất cách lễ bái này là toàn thân tiếp lễ cho nên sau khi bái xuống thì tay chân mịt mỏi đều bị tổn thương đây là bái rất dũng mãnh người bình thường thế gian chúng ta nói là cuối đập đầu thành tiếng đây là thể hiện cảm động quá sâu khi bái lễ ngã xuống đất bất tỉnh Rất lâu mới tỉnh trở lại Khi tỉnh dậy dội vàng Cầu xin Phật Nói cho biết Nơi mà mẹ của cô thác sanh Cô đau buồn đến cực điểm Tương tự bất cử Đây là đau buồn đến cực điểm Thời giác hoa định tự tại Vương Như Lai Cáo Thánh Nữ viết Nhữ cúng dường tất Đảng tảo phản xá đoan tọa tư duy ngô chi danh hiệu Tức đương tri mẫu sở sanh chi xứ Phật không nói cho cô biết Không có trực tiếp nói cho cô biết Mẹ của cô hiện nay ở nơi đâu Mà dạy cho cô phương pháp cô làm theo phương pháp này cô nhất định sẽ biết đây là phương pháp gì vậy dạy cho cô phương pháp niệm phật sau khi ngươi cúng dường xong hãy mau mau trở về nhà sau khi trở về nhà nhất tâm chấp trì danh hiệu Cô chỉ niệm danh hiệu giác hoa định tự tại vương như lai Nhất tâm xứ niệm Ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta Nhớ Phật niệm Phật Hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật Tư duy tức là nhớ nghĩ Không có nói niệm ngoài cửa miệng ý nghĩa của dùng tư duy này là rất sâu chúng ta thông thường niệm phật là miệng niệm mà tâm không niệm đúng như chúng ta thường nói gào rác cổ họng cũng chỉ uổng công niệm phật quan trọng nhất là trong tâm có phật tư duy mới là thật sự niệm phật trong tâm họ thật sự có phật thời ba la môn nữ tầm lễ phật dĩ tức quy kỳ xá Nghe Phật nói hãy mau mau trở về nhà Sau khi thực hiện xong nghi thức cúng dường này Cô dội trở về nhà Dĩ ước mẫu Cố đoan tọa niệm giá hoa định tự tại chương như lai Kinh nhất nhật nhất dạ Cô trở về y giáo phục hành Chân thật mà niệm Dùng tâm chân thành nhất tâm mà trì danh hiệu quả hiện tiền ngay kinh nhất nhật nhất dạ thời gian không dài hốt kiếm tự thân đáo hải biên kỳ thủy dũng phất đa chư ác thú tận phúc thiết thân phi tẩu hải thượng đông tây trì tục kiến chư nam tử nữ nhân bách thiên vạn số xuất một hải trung bị chư ác thú tranh thủ thực đạm đây là cảnh giới ở trong định thấy các chị phải biết tại vì sao phật dạy cô làm như vậy tại vì sao không trực tiếp nói cho cô biết mẹ của cô ở địa ngục thưa với các vị nói với cô như vậy sẽ không có tác dụng gì không thể cứu được mẹ cô làm thế nào mới cứu được mẹ của cô vậy tự mình nhất định phải tu công đức cô mới có thể khiến cho mẹ cô được độ suốt một ngày một đêm cô là chuyên tâm tâm địa chí thành một ngày một đêm được nhất tâm bất loạn trong hết thảy các pháp môn tu hành Thì pháp môn này là nhanh nhất Từ pháp môn khác muốn đạt được công phu này là rất khó Pháp môn niệm Phật dễ dàng Một ngày một đêm Trong Kinh Di Đà nói Nếu một ngày hoặc hai ngày cho đến bảy ngày Cô niệm một ngày một đêm là được nhất tâm bất loạn Được nhất tâm bất loạn là chứng niệm Phật tam muội Các vị nên biết niệm Phật tam muội có sâu cạn khác nhau Niệm Phật tam muội cấp hạ phẩm là công phu thành khối trung phẩm là sự nhất tâm bất loạn thượng phẩm là lý nhất tâm bất loạn cô đây là được sự nhất tâm bất loạn sự nhất tâm bất loạn thì bản thân cô đã thành bồ tát rồi mẹ cô đương nhiên sẽ được độ tại vì sao cô công phu một ngày là có thể chứng được nhất tâm bất loạn gì nhờ duyên của mẹ cô nếu mẹ cô không đọa vào đường ác thì cô sẽ không tin tấn như vậy được rồi nên mẹ cô liền có phước ngay Nhờ mẹ cô giúp khiến cô dụng công như vậy Bỗng chóc chứng được quả vị Bồ Tát Mẹ cô sanh thiên là căn cứ vào đạo lý này Nếu Phật không dạy cho cô cách này Mà nói cho cô biết mẹ cô ở đâu Thì dù có khóc chết đi nữa cũng vô ích Phật không thể độ mẹ cô được rồi Nếu Phật có thể độ được Thì việc gì phải bảo cho chúng ta tu hành Là không cần tu rồi Thấy đều được độ hết Như thế Phật là đại từ đại bi Phật không thể độ Cô độ mẹ của mình Là do nhờ cái duyên này của mẹ cô Nên cô mới chăm chỉ tu hành Trong vòng một ngày Mới có thể niệm đến sự nhất tâm bất loạn Tại vì sao chân thành như vậy Tại vì sao tinh tấn như vậy Là bởi vì Tâm tha thiết độ mẹ Nhờ sức mạnh này thúc đẩy cô Đạo lý là ở chỗ này. Sau đó bạn mới biết cửa Phật nói siêu độ, nguyên lý của nó là ở chỗ này. Siêu độ, nếu tâm của người siêu độ đó không chân thành khẩn thiết, tự mình không thể nâng cao cảnh giới lên tu hành chứng quả, thì người được siêu độ cũng không được lợi ích gì, họ không thể siêu. Khi cô thành Bồ Tát, thì bà trở thành mẹ của Bồ Tát, hơn nữa mẹ của Bồ Tát có cống hiến rất lớn đối với vị Bồ Tát này nên đương nhiên bà từ địa ngục sanh thiên đây là đạo lý nhất định cho nên trong cửa phật nói siêu độ là có lý ở trong đó bạn không hiểu lý cho rằng tụng mấy quyển kinh là siêu độ đâu có chuyện dễ dàng như vậy chứ trong thế gian người tạo rất nhiều tội nghiệp đến cuối cùng mình cũng cảm thấy sợ hãi liền đi tìm mấy vị pháp sư đến tụng kinh tiêu tai cầu siêu cầu siêu không nổi không có tác dụng gì thế nhưng chúng ta làm tốt hơn là không làm. Vẫn cứ tìm mấy vị Pháp Sư tụng kinh hồi hướng. Vẫn biết mình có tội. Nhưng mà phải biết phương pháp này hiệu lực rất kém. Không giúp được gì, chỉ có thể nói là gieo một chút thiện căn mà thôi. Không thu được hiệu quả, làm giống như thánh nữ vậy thì mới đạt được hiệu quả. Cho nên, con cái hiếu thảo muốn siêu độ cho cha mẹ hay người thân quyến thuộc của mình khi qua đời thì phải hiểu đạo lý này tỉnh pháp sư tụng kinh siêu độ thì mình nhất định phải tham dự vì sao chị mình không hiểu rõ nghi thức không biết tụng niệm cứ tụng niệm theo pháp sư ai siêu độ tự mình siêu độ pháp sư chỉ là làm người trợ duyên kèm theo bạn bản thân bạn phải thật tâm sám hối phải khế nhập cảnh giới Chính bạn siêu độ thì người mất đó mới thật sự được độ Thật sự được phước Nếu như chỉ đem việc siêu độ ủy thác hết cho mấy vị Pháp Sư Còn mình cứ ở đó xem như chẳng có việc gì xảy ra Thì không có tác dụng Một chút cảm ứng cũng không có Thậm chí là khi tôi vừa mới học Phật Chưa xuất gia Cũng chưa có quy y Mới tiếp xúc với Phật Pháp Có một hôm đi chơi Đến chùa miếu chơi Trong chùa đang làm Phật sự Đại khái là siêu độ cho cha mẹ của một người nào đó Pháp sư ở ngoài tụng kinh Bên trong người nhà cười đùa rất vui vẻ Còn ở đó đánh bài nữa Tôi nhìn thấy thật chẳng ra thể thống gì Giống cái gì gì Cha mẹ này chết quá tốt Rất vui vẻ Người trong nhà một chút tâm đau buồn cũng không có Đến lúc Pháp sư bảo ra lại Ra đây các chị hãy lại đi Thì dạ dội vàng lại Vừa đứng lên lập tức ngồi vào bàn đánh bài Như thế chẳng ra làm sao Người hiện nay là không hiểu lễ, không biết chân tướng sự thật, vô cùng vô cùng đáng thương. Thật sự giống như lời Phật nói trên kinh là kẻ đáng thương xót. Chúng ta phải thể hội được ý nghĩa câu nói này của Phật. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến chỗ này A Di Đà Phật.